Tin vừa rồi thành công ngoài sức tưởng tượng, công lớn là của chú, lên chương trình rất chuẩn, nhưng mà công đầu vẫn thuộc về anh. Giật tịnh chém gió biến ảo khôn lường. Em cũng có công giới thiệu các phương đức trị liệu tinh thần như là chơi cá ngựa và tư duy khắc chết trong bàn sau giờ hả? Vâng, anh nói rất là chuẩn. Em cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được thể hiện khả năng của mình. Nhung, bây giờ ta là con át chủ bài công ty ta. Không nhân cơ hội này mà hái ra tiền thiên hạ, còn đợi lúc nào nữa? Sự là em không hiểu ý anh. Nhung, úi giời ơi, cũng có mặt ở đây à? Vào đây, dạo này xinh quá. Anh đang lên kế hoạch để đưa Nhung lên một tầng cao. Nhung sẽ trở thành một người mẫu, diễn viên, ca sĩ, dẫn chương trình. Và lúc đó, chúng ta tha hồ mà kiếm tiền của thiên hạ. Mà không, thế cũng phải là chạy theo thị trường quá à anh? Nhung có khả năng, Nhung có thể trở thành một vũ công nổi tiếng, thế là quá tốt rồi còn gì nữa. Vâng anh ơi, em chỉ biết nhảy thôi mà anh. Em làm sao nó hóa hậu được anh? Ô hai cái cô cậu này, thời buổi này mà không có nổi tiếng thì làm sao mà kiếm tiền của thiên hạ được mà. Chỉ cần cho Nhung hát bài nào ngắn thôi, mà hát thì ít, mà ú ớ thì nhiều, mà cũng lắm á, là ra đông hai là cũng như gì. Em vẫn nghĩ nó phi lý thế nào, bởi vì em nghĩ không có khả năng làm sao mà trở thành ca sĩ với người mẫu được. Em thấy bao nhiêu tài năng bị đè bẹp như thế rồi, em không đồng ý được. Dạ vâng, đúng đấy mẹ, em không hát ở đâu ạ. Thế hai anh chị định để cho nhan sắc của Nhung phí hoài ở cái nơi này à? Chỗ sao em cũng không thể đồng ý được. Ngồi nhá. Đây, tôi mới là giám đốc. Việc của cậu đi công tác với nhạc sĩ và các vũ công khác đi. Cậu không phải nói nhiều nữa. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt đâu đi. Cậu về đi. Anh đã bảo rồi, em không được nghe cái thằng Audi nó nói. Nổi tiếng, giấc mơ rất nhiều người. Ngày còn trẻ, anh cũng khao khát. Nhưng mà chỉ vì sao ngàn giới tính ấy. Em không thể để cho cái cơ hội này phí hoài như thế được. Anh ơi, em rất cảm ơn thiện chí của anh, nhưng mà thực sự là em không có khả năng mà anh. Thế cô nghĩ ai đã đưa cô lên như cái ngày hôm nay? Em rất biết ơn anh ạ, nhưng mà anh ơi. Thôi được rồi, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ nhé, rồi lúc khác trả lời anh cũng được. Nhưng mà Nhung ạ, em phải nhớ cho anh một điều. Thành lương này đưa ai lên được thì cũng có thể dìm nó xuống được. Em đã rõ chưa? Rõ. Thôi em về đi. Rồi lúc khác trả lời cho anh nhé. Anh tin là em sẽ không phụ lòng anh đâu. Con bé này xem ra cũng cứng đầu phết đi xem ạ. Nổi tiếng, đứa nào mà chẳng muốn. Chỉ có điều cứ cho nó một vài ngày, tự khắc nó phải xuôi thôi. Ủa, nhưng mà sếp ơi, bây giờ sẽ tính thế nào ạ? Cái showbiz bây giờ nó nhộn nhạo lắm sếp ạ. À, hot boy, hot girl nhiều như trên cả Mỹ Miu ấy sếp ạ. Đầu tiên, phải cho nó lên làm team leader, khán giả quen mặt. Team leader? Thế còn Ruby Trinh? Thì kệ nó. Vào cái thời buổi, tiến nữa tiến là Phật, sức bất tuổi già, đa danh vọng, cái lọc che thân, cái cân công lý như bây giờ, đổi một con tốt thí như Huy Trinh mà lấy được cả một núi tiền thì có đáng gì? Sếp đúng là nhan sắc có hạn là chủ động thì vô biên. Nói cho cẩn thận, anh mày ngày xưa cũng là nam vương cấp lạ. Nhưng mà sếp ơi, em nghĩ thực ra em vừa bị trinh, em cũng chưa làm gì sai sót, và em ấy cũng đã đóng góp nhiều cho công ty chúng ta bao nhiêu năm nay. Cái gì dùng được thì đã dùng hết rồi. Ngày xưa anh bảo là anh sẽ nghiến em thành ngôi sao, nghiến em thành người nổi tiếng cơ mà.
cô nên biết giới hạn của mình đi Trinh ạ. Cô phải biết rằng bây giờ Nhung mới là con gà đẻ trứng vàng của cái công ty này. Chưa biết là theo sống mà chớp